Anh vẽ địch nhân Huy đi anh. Anh mà không vẽ là em đánh nhau với chùm trường đó. Thôi thôi nha em, đừng đánh nhau nha em. Đánh nhau là không tốt nha. Nếu mà có đánh nhau thì nhớ quay video lại cho anh xem nha. Bây giờ anh bắt đầu vẽ đây. Địch nhân Huy là, dành cho những bạn chưa biết, Địch nhân Huy là vai diễn do Sen Lúc Huy đóng trong video Địch nhân Huy truyền kỳ. Sen Lúc Huy là một YouTuber nổi tiếng, sở hữu kênh Ốc Ba Huy Idol có hơn 7 triệu lượt theo dõi. Theo chân Địch nhân Huy trong phim là một đại hiệp người được thiên hạ xưng tụng là Thiên Nhãn. Địch nhân Huy vướng vào một kỳ án đi tìm Cổ Phổ. Trong cuộc truy tìm, anh đã giải cứu được Pháp Vi Hà trong vai cô nương. Và cái kết, hai người đã bị giết dưới tay tướng quân triều đình. Bạn nào là fan của Sen Lúc Huy thì để lại bình luận phía dưới nhé.